Đây là những ghi chép vô cùng quý giá của người giao họ ở xã Tân An, huyện Văn Bàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của những cuốn sách này các bạn nhé. Cháu chào chú ạ. À, chào cháu nha. Vâng. Chú ơi, cháu đã được nghe mọi người trong xã nói về chú rất là nhiều rồi. Hôm nay cháu xin phép được đến để học chữ của chú được không ạ? Được ạ. Chú cũng đang sao cái sách để đám cưới đi hát đối với nhau mà. Vâng ạ. Chú đang viết cái sách này, nó gọi là sách đi hát đối mà. Vâng ạ. Những bài hát này thì sẽ thường diễn ra trong khoảng bao nhiêu lâu ạ chú? Những cái bài hát này là cứ bắt đầu từ cái ngày mà bên nhà trai chuẩn bị đi là hát. Vâng. Hát đối với các bậc thầy gia đình gia tiên xong bắt đầu mới đi. Hôm đấy là ngồi đi hát một đêm đến sáng xong mới về. Về lại còn về đến nhà mình còn hát nữa. Nội dung của bài hát này thì là đại khái là như thế nào ở chú? Nội dung bài hát này là đi đến nhà con gái muốn ở đấy lâu. Vâng. Nhưng là đến giờ phải về rồi. Đấy. Đến giờ về lại phải chào và tạm biệt gia đình về. Thế ạ. Hay thế ạ. Ngày xưa thì ai đã dạy chú chữ này ạ? Chú học nhiều thầy lắm. Nói chung là thầy ngày xưa các cụ ấy thì rất là nhiều thầy biết chữ này. Vâng. Nhưng bây giờ thì là hầu như là không có ai, ít người biết chữ này lắm. Thế ạ. Bây giờ thì là nói đúng ra là ở đây là bây giờ có khoảng độ cái tầm tuổi của chú là có khoảng độ 4-5 người đó. Dạ. Rồi là các cháu bây giờ nó chả chịu học cái chữ này. Nhưng riêng cho chú thì vẫn phải duy trì cái này để vâng. bảo tồn cái văn hóa của mình. Vâng. Không bỏ được. Mà cái chữ này thì nó có nhiều loại sách. Vâng. Sách hát giao duyên này, sách lập tỉnh này, rồi sách làm chay này, sách làm đám ma này, rồi lại các cái loại sách để dạy người. Vâng. Dạy con cháu y như là có sách cú ngữ bây giờ ấy. À, như đấy. Là sách giáo dục công dân sách bây giờ. Giáo dục công dân bây giờ đấy. Dạ, vâng. Nó có hết. Chẳng qua là các cháu không học không biết thôi. Dạ vâng. Nhưng từng lớp các chú ngày xưa là ít người không biết thôi. Đây là chữ của người Dao rồi. Cái này là chữ nó gọi là chữ nôm của người Dao. Chữ nôm của người Dao. Ừ. Dân tộc ở đây nó lại kiêng đến mức độ là ví dụ con rắn nó vào nhà này, rồi con gà nó gáy đêm này. Thế ạ. Rồi lại con chim nó vào nhà mà đêm nó vào nhà, ngày nó vào nhà là phải dở cái sách này ra xem hết. Chú đã đều ghi lại hết rồi đúng không ạ? Ghi lại hết rồi đấy, không thiếu một cái gì ở đây trong là... sách này, có hết. Chú đã học mất bao nhiêu lâu thì có thể biết hết được những chữ này ạ? Chú nhớ là học đến khoảng 8-10 năm thì thành thạo chữ này rồi thì chú bắt đầu chú mới học đi cúng. Vâng. Mà đi cúng thì chú học khoảng độ 15 năm, liên tục. Cứ là học xong bài này, biết cúng bài này xong là chú lại học tiếp, dạ. cúng sang bài khác. Đến khi nào học, biết cúng hết cái tập quán của trong làng thì chú mới nhỉ. Cháu rất ngưỡng mộ chú đấy. Thật sự là siêu. Làm sao mà chú có thể nhớ được rất nhiều những bài hát rồi là những cái quyển sách hay như vậy? Những cái quyển sách thì nếu mà chú bây giờ chú dở ra nó phải khoảng gần 200 loại sách. 200 loại sách ạ? Ừ, rồi trong tủ còn nhiều. Ở đây thì sách này là sách để xem. Vâng. Xem định ngày cho người ta các loại định ngày các loại. Còn cái sách này là sách là đi làm thầy. Vâng. Thầy lập tỉnh này, thầy làm chay này, thầy đám ma này. Vâng. Đấy thì là lấy cái sách này. Hiện tại thì chú đã và đang truyền nghề cho
có nhiều người không chú? Nếu mà tính bây giờ thì truyền người thì hơn chục người, học cái chữ này cũng rất khó đấy. Nhiệt tình thì học được, không nhiệt tình thì cũng rất là khó học. Tất cả những cái bài hát rồi là những cái bài cúng từ ngày xưa chú được học ấy, thì chú đã ghi chép ra sách hết chưa? Ghi chép ra sách hết. Có và sách hết. Có khi nào chú bị quên không ạ? Nếu mà nó đi cúng mà không mang sách thì nhiều lúc mình quên thật. Vâng, cũng dài đúng không ạ? Dài quá. Một buổi cúng như thế thì thường kéo dài trong bao nhiêu lâu ạ? Ví dụ như bây giờ đi cúng Tết thì nó rất đơn giản, nó khoảng độ một tiếng thôi. Là không bao giờ phải mang sách. Dạ. Nhưng mà riêng đi làm thầy lập tỉnh, đám chay thì nó 3 ngày 3 đêm. Mình phải thuộc lòng được khoảng 7-8 phần. Vâng. Chỉ 1-2 phần cái gì mà phải đọc trong sách là phải đọc thôi. Vâng. Người Dao mình có những ngày lễ hội lớn nào trong năm chứ? À, lễ hội thì có chứ. Nếu mà nói lễ hội thì chỉ có cầu làng thôi. Vâng ạ. Một năm là ngày xưa là một ngày, một năm của nó là 5 lần cầu làng. Nhưng tháng 2 này, tháng 4 này, mấy tháng 6 này, tháng 10, tháng 12. Nhưng là chỉ có tháng 4 mấy tháng 10 thì bây giờ hầu như là hai cái lễ đấy là không tổ chức nữa. Bởi vì là hai cái lễ đấy thì cũng đơn giản thôi. Vâng. Nhưng mà lễ tháng 2 mới lại lễ tháng 6 mới lễ tháng 12. Ba cái lễ đấy gọi là lễ hội cầu làng. Vâng. Đấy, như trong làng gọi là ai lay đấy. Vâng. Nó vui vẻ lắm, nó giải lá ra này nó ngồi thôi, ngồi à, xong vậy. Là hát hò hái xong rồi tí là ai say thì về. Vâng. Không về đẹp thì ngủ. Vâng. Tưởng tượng đã thấy vui chứ nhỉ? Thế vui lắm. Vâng ạ. Bây giờ chú có thể dạy cháu viết một chữ nào đấy thật là đơn giản được không ạ? Viết được mà cái này. À, cháu học thử một tí xem. Rồi. Ê, bây giờ bác dạy chú viết cái chữ nhân này là rất dễ. Dạ vâng ạ. Chữ nhân này nó có nhiều loại chữ nhé. Dạ. Chữ nhân nhé. Vâng. Đây, chữ này là dễ viết nhất. Dạ vâng. Chữ nhân. Mà nhân này thì nó lại có nhiều chữ, gọi là chữ nhân này cũng nhiều chữ nhé. Nó có một chữ như này. Đây cũng là chữ nhân. Thế ạ. Có một cái chữ chữ nhân như này. Chữ này khó thế. Chữ này khó thế. Đấy, rất là chữ này là viết khó lắm đây. Thế ạ. Chữ này là một chữ thôi nhá. Vâng. Đấy, chữ này là to nhất này. Vâng. Cháu viết thế nào? Chú cho cháu viết thử nhá. Nhưng đây. Mà chú cho cháu xin tờ giấy nháp đấy. Cháu... À, không viết vào đây được mà. À thế ạ. Dùn quá chú ạ. Đấy, chữ này. Khó lắm chú ạ, thôi cháu xin phép. Không lẽ làm hỏng hết sổ của chú. À, không sao đâu. Đây là cái trang phục của bên Tam Nguyên. À thế ạ. Đấy, cái trang phục bên Tam Nguyên này nó mặc vào những cái ngày nó đi làm lễ lập tỉnh, làm chay là nó mặc cái này. Cái áo này là áo của bên Tam Nguyên. Vâng. Còn riêng bên Tam Thanh thì lại mặc cái áo này. Vâng. Hồi chú mua cái áo này là đúng 5 đồng bạc trắng. Ôi thế ạ? Mua bằng đồng bạc hết ạ? Mua đồng bạc. Cái này chỉ có đi làm thầy, làm đám ma này, đám lập tỉnh, đám chay thì mới mặc thôi. Vâng. Chứ còn bình thường không mặc. Chào các anh. Đây là hai đứa em này là học trò của chú. Bây giờ tôi hát trước xong hai em hát theo sau nha. Chào sâu ai à lên đi sông trong lũ tông tông hè cù lâu lâu hộp hoan an kêu quá ơn ta căng gặp ân tu kêu a hè